Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vấn đề Gaza trở thành hòn đá tảng cản bước ông Biden trên đường đua Nhà Trắng. Ông Trump chơi bao ngửa với các tập đoàn dầu khí Mỹ. Mỹ sắp giáng đòn mới lên Trung Quốc nhắm vào loạt mặt hàng chiến lược. Xung đột Israel-Hamas leo thang tại Gaza trong những tháng gần đây trở thành hòn đá tảng cản đường ông Biden trên đường đua trở lại Nhà Trắng năm nay. Mùa hè của Tổng thống Joe Biden trở nên sôi sục bởi làn sóng phản chiến lan rộng khắp các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh đó, cơn bão giá mà cử tri Mỹ đang oằn mình hứng chịu cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ mất dần niềm tin vào những tuyên bố tranh cử của ông Biden. Quan hệ Mỹ-Israel cũng ngày càng căng thẳng khi Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ nguyên quyết định tấn công Rafah, dù ông Biden tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự nếu thành phố này trở thành mục tiêu tiếp theo của Tel Aviv. Trong trường hợp xung đột tại Gaza tiếp tục leo thang, không thể loại trừ khả năng ông Biden sẽ phải nhường chiếc ghế tổng thống cho người kế nhiệm nếu không tìm ra chiến lược ngồi ngược dòng. Ông Biden mất điểm trước cử tri về vấn đề Gaza. Tổng thống Biden đang phải chịu áp lực lớn từ các nhà hoạt động xã hội và các cử tri gốc Ả Rập ở bang chiến địa Michigan do cuộc chiến ở Gaza đã khiến gần 35.000 người Palestine thiệt mạng chỉ trong 7 tháng giao tranh. Năm 2020, tại bang Michigan, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump với cách biệt sít sao hơn 150.000 phiếu bầu. Hai nhóm cử tri giúp ông chủ Nhà Trắng vượt lên dẫn trước ở Michigan và các bang chiến trường quan trọng khác, trong đó có Pennsylvania và Wisconsin, là những người Mỹ theo đạo Hồi và người Mỹ gốc Ả Rập. Các bang chiến địa luôn là những biến số quan trọng có khả năng quyết định kết quả bầu cử tổng thống. Khi cuộc tổng tuyển cử tháng 11 đang đến gần, Tổng thống Biden lại để mất những lá phiếu đã từng đưa ông vào Nhà Trắng khi 95% nhóm cử tri theo đạo Hồi cho biết sẽ lựa chọn một ứng viên khác, theo cuộc thăm dò do nhóm hoạt động Hồi giáo Emmet thực hiện gần đây. Tuyên bố ngừng viện trợ của Tổng thống Mỹ không chỉ khiến quan hệ với Israel thêm rạn nứt mà còn khiến ông tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng hòa. Đây là một tính toán chính trị của Tổng thống nhằm thoát khỏi cuộc xung đột Israel-Hamas. Ông ấy đã thất bại trong việc lãnh đạo. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis nói, cùng quan điểm với người đồng đảng, Thượng nghị sĩ Missouri John Haley cho rằng Israel sẽ phải đơn độc trong cuộc chiến vì ông Biden ưu tiên cuộc bầu cử tổng thống hơn vấn đề Gaza. Ông Biden đang cố gắng bảo vệ mình khỏi tác động chính trị từ làn sóng phản chiến bằng cách yêu cầu cử tri ngừng phá hoại tài sản trong quá trình biểu tình, dù vẫn tôn trọng các quyền tự do của họ. Đầu tuần này, tại một sự kiện tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái thiệt mạng trong Thế chiến II trên đồi Capitol, ông đã lên án quan điểm bài Do Thái xuất hiện trong một số cuộc biểu tình. Tổng thống Mỹ cho rằng, bên cạnh việc bảo vệ những người Palestine trong cuộc chiến tại Gaza, công chúng cũng không nên phủ nhận và phớt lờ sự khủng khiếp của cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Các cuộc thăm dò cho thấy, xung đột Israel-Hamas nằm trong danh sách các vấn đề khiến cử tri quan tâm nhất, bao gồm cả những cử tri trẻ thường có xu hướng không quan tâm đến vấn đề chính trị. Trong một cuộc bầu cử mà kết quả thắng thua chỉ được quyết định bằng vài lá phiếu, khả năng các cử tri đảng Dân Chủ quay lưng lại với ông Biden hoặc quyết định không đi bầu là một tình trạng đáng báo động đối với Tổng thống đương nhiệm. Ông Donald Trump đã chơi bài ngửa với một số ông trùm dầu mỏ hàng đầu của Mỹ vào tháng trước, đề nghị họ quyên góp cho ông 1 tỷ đô la cho chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng và hứa rằng một khi tái đắc cử, ông sẽ ngay lập tức hủy bỏ các quy định về môi trường của ông Joe Biden và ngăn chặn bất kỳ quy định mới nào. Theo tờ Washington Post, cựu Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đáng kinh ngạc, được mô tả là cực kỳ căng thẳng và mang tính giao dịch trong một bữa tối tại nhà và câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông. Trước sự chứng kiến của hơn 20 CEO, bao gồm cả Chevron, Exxon và Occidental Petroleum, ông Trump hứa sẽ tăng cường khoan dầu ở vịnh Mexico, xóa bỏ các rào cản đối với việc khoan dầu ở Bắc Cực Alaska và đảo ngược các quy định mới được thiết kế để cắt giảm ô nhiễm ô tô. Ông cũng sẽ loại bỏ quyết định của chính quyền Biden vào tháng 1 về việc tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên, vốn bị tố cáo là thảm họa khí hậu. Theo tờ Post, trích dẫn một người tham dự bữa tối giấu tên, quy định sẽ bị hủy bỏ vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Việc ông Trump hô hào các CEO dầu mỏ rót 1 tỷ đô la vào chiến dịch tranh cử của ông, đồng thời cam kết quay lưng lại với những nỗ lực của ông Biden nhằm chống lại khủng hoảng khí hậu, đã ngay lập tức bị các nhóm môi trường tố cáo vào tháng 4. Peter Mike Smith thuộc Liên đoàn Cử tri Bảo tồn LCV cho biết 1 tỷ đô la cho ông Trump, một tương lai khí hậu tan khốc đối với nước Mỹ. Christina Polizzi của Climate Power nói với Guardian rằng ông Trump đang đánh cược tương lai của cả hành tinh. Nắm rõ kỳ vọng của các ông lớn dầu mỏ,
ông Trump đã cho họ 25 tỷ đô la tiền giảm thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên. Và bây giờ, rõ ràng là ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà các ông lớn dầu mỏ muốn trong nhiệm kỳ thứ hai đầy tiềm năng. Cuộc trao đổi của cựu Tổng thống với những gã khổng lồ dầu mỏ cũng thu hút sự quan tâm của các nhóm giám sát ảnh hưởng của kinh tế trong chính trị. Jordan Leibowitz, đại diện của Citizens for Responsibility and Ethics Grill, một cơ quan giám sát chính phủ phi đảng phái, cho biết thỏa thuận này chắc chắn trông rất giống như có qua có lại. Leibowitz cho biết vụ việc diễn ra rõ ràng như tôi thấy. Các chính trị gia thường huých nhẹ và nháy mắt. Họ không nói thẳng quyên góp 1 tỷ đô la cho tôi và tôi sẽ loại bỏ những quy định mà bạn muốn. Ông nói thêm, nhóm pháp lý của Grill đang xem xét hành vi này có vi phạm tiêu chuẩn pháp lý về hối lộ hay không. Mối quan hệ chặt chẽ của ông Trump với ngành dầu mỏ và sự thù địch của ông đối với các quy định liên bang nhằm làm giảm lượng khí thải, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu, vốn được biết đến và đã có từ lâu. Tuy nhiên, còn 6 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống. Ông đang tăng cường nỗ lực thu hút quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử từ khu vực này. Ông Trump cũng đang dẫn điểm trong các cuộc thăm dò, chắc chắn đã có được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump thường dẫn trước ông Joe Biden trong các cuộc khảo sát về bầu cử tổng thống, bao gồm cả việc thể hiện mạnh mẽ ở các bang xung đột có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội chiến thắng của bất kỳ ứng cử viên nào. Thành tích vững chắc của ông Trump đạt được bất chấp hàng loạt rắc rối pháp lý. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến bổ sung các lĩnh vực như xe điện, pin và pin mặt trời vào danh sách áp thuế được thiết lập dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, theo The Guardian. Xe điện vào tầm ngắm. Ông Joe Biden dự kiến sẽ công bố các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tuần tới, với các khoản thuế tập trung vào các lĩnh vực chiến lược bao gồm cả xe điện. Các nguồn thạo tin cho hay, mức tăng thuế chung từ thời ông Trump vẫn được giữ nguyên, nhưng bổ sung các khoản thuế có mục tiêu đối với các ngành công nghiệp liên quan đến xe điện, bao gồm pin và pin mặt trời. Kế hoạch này sẽ là động thái cứng rắn mới nhất trong quá trình xem xét lại các mức thuế sâu rộng đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã áp đặt mức thuế 27,5% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế này vẫn tiếp tục được duy trì dưới thời ông Biden. Hiện số lượng ô tô do Trung Quốc sản xuất trên đường phố Mỹ là cực kỳ thấp. Nếu được áp dụng, thuế xe điện sẽ là một trong những động thái mạnh mẽ nhất của ông Biden trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tháng trước, ông Biden đã mở ra một cuộc điều tra về ngành vận tải biển Trung Quốc cùng với lời kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với thép và nhôm của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không trực tiếp bán xe điện ở Mỹ, nhưng nước này có phần lớn cổ phần trong các công ty nước ngoài khác bán ô tô do Trung Quốc sản xuất. Các nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, xe điện của Trung Quốc cung cấp pin mạnh và công nghệ tiên tiến có thể ảnh hưởng tới giá xe của các đơn vị trong nước. Nóng cuộc chiến thương mại. Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đang quay cuồng trước làn sóng hàng nhập khẩu rẻ hơn từ Trung Quốc nhờ chiến lược tăng cường sản xuất nhằm nỗ lực xoay chuyển nền kinh tế. Nhà Trắng cho biết, việc hạn chế nhập khẩu ô tô thông minh của Trung Quốc cũng sẽ giải quyết những lo ngại về an ninh vì nhiều chiếc có modem có thể bị hack. Ô tô kết nối Internet có thể sử dụng camera và cảm biến để thu thập thông tin chi tiết và tương tác với cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Vào tháng 4, Tổng thống Biden cho biết ông không muốn gây chiến với Trung Quốc, nhưng Mỹ cần phải chống lại các hoạt động kinh tế không công bằng và tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp của Trung Quốc. Tôi đang tìm kiếm sự cạnh tranh, nhưng cạnh tranh công bằng, ông Biden nhấn mạnh. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, EU cho biết họ đang điều tra bằng chứng cho thấy chính phủ Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ tài chính bất hợp pháp cho ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp dụng mức thuế bổ sung vào tháng 7. Các cuộc điều tra tương tự cho thấy xe đạp điện và cáp quang của Trung Quốc cũng được trợ cấp với mức chênh lệch từ 4% đến 17%. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!